Nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2015, đoàn cán bộ tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An do phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Trần Thị Nhanh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng tại xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều gia đình tại xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đã có công giúp đỡ, che chở, nuôi dấu cán bộ của tỉnh Long An, thể hiện lòng tri ân những người có công với cách mạng. Hàng năm, đoàn cán bộ tỉnh Long An đều đến thăm hỏi tặng quà tại địa phương này. Trong đợt này, đoàn đã trao tặng 10 phần quà, mỗi phần trị giá 1,5 triệu đồng cho các gia đình, trong đó có gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Trọng. Thay mặt đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Thị Nhanh ân cần thăm hỏi và chúc các gia đình sống vui khỏe, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến sự giúp đỡ, chở che của người dân nơi đây đối với lực lượng cán bộ tỉnh Long An trong những năm tháng hoạt động cách mạng. Qua đó mong muốn địa phương tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.